tin Vatican, đào tạo linh mục theo lòng Chúa mong ước. Đó là chủ đề của khóa huấn luyện dành cho các nhà đào tạo linh mục được Bộ Phúc âm hóa các dân tộc và Đại học Giáo hoàng Urbania tổ chức hôm 20 tháng 2 vừa qua, nhằm chuẩn bị cho tháng truyền giáo ngoại lệ sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tổ chức vào tháng 10 năm 2019. Đức Tổng Giám mục Rugamwa, Tổng Thư ký Bộ Phúc âm hóa các dân tộc nói, chúng tôi tin rằng tương lai của giáo hội tùy thuộc vào phẩm chất của các linh mục. Đó là lý do tại sao Bộ coi việc đào tạo, đặc biệt là đào tạo linh mục là ưu tiên, và Bộ mạnh mẽ ủng hộ không những các nhà đào tạo, nhưng còn các cơ cấu đào tạo tại những xứ truyền giáo. Đức Tổng Giám mục ngỏ lời với các giám đốc và phó giám đốc chủng viện trong dịp này. Tương lai của giáo hội tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin ở trong tay các bạn. Các bạn có một trách nhiệm quan trọng để trao cho các giáo phận những linh mục xứng đáng, được chuẩn bị cẩn thận về nhân bản, văn hóa và tâm linh, có khả năng rao giảng tin mừng. Hôm nay, chúng ta cần đào tạo các linh mục theo trái tim của Chúa, nghĩa là các linh mục phản ánh hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô, đầu và mục tử của giáo hội. Các chủng viện của các bạn cần phải đào tạo những môn đệ truyền giáo, sống trong tình yêu với Thầy, những mục tử ngửi mùi chiên, sống giữa họ để phục vụ và mang đến cho họ lòng thương xót của Thiên Chúa. Được biết, mục tiêu chính của khóa huấn luyện là chuẩn bị thích đáng trong việc định hướng giáo dục của chủng viện, củng cố kỹ năng đào tạo, cập nhật về những thách đố và những nhu cầu cho việc đào tạo linh mục trong thời đại ngày nay. Bye.